dùng đồ của chị, tự tiện dùng chồng của chị, thì chị cũng sẽ có quà cho cưng. Dùng nước hoa vùng kín này mà hú hí với nhau, thay vì sung sướng lên đến đỉnh thiên đàng, các người sẽ được nếm vị nóng rát của lửa địa ngục. Anh xin lỗi nhá. Không phải là xin lỗi xuông như thế đâu nhá, phải đền bằng hành động cơ. Em đúng là cô giáo khiêu vũ đỉnh của chóp đấy à? Mặt xinh, dáng đẹp, ăn nói lại còn lọt tai nữa chứ. Thế này ai mà chả thích. Em không chỉ nhảy giỏi đâu, em còn giỏi những cái khác nữa cơ. Chồng ơi. Tay anh để như này nhá. Mềm ra. Mặt thẳng, lưng thẳng giúp em. Em làm gì lâu thế, anh đợi em mãi đấy. Mau xong thay đồ tập đi. Ngại quá, nhưng mà em lại có công việc đột xuất cho công ty, phải đi xử lý sớm. Anh với cả Trinh tự tập với nhau nhá. Chán em thật đấy, cả tuần công việc, được mỗi ngày chủ nhật thôi cũng công việc. Hai vợ chồng đã ở tập khiêu vũ với nhau rồi, mà em biết thừa là Phương Anh rất đắt sâu dậy rồi. Em không tập hôm nay thì tập hôm nào? Anh này, em đã trả lương cho Phương Anh cao gấp mấy lần sâu của cô ấy rồi còn gì nữa. Thế nên là Phương Anh có thể đến dạy vợ chồng mình bất cứ lúc nào mà em rảnh. Anh hiểu không? Phương Anh nói hộ với chị đi. Thôi thì chị cứ đi làm đi, có gì thì em sẽ sắp xếp em dạy cho chị một buổi hôm sau nhá. Ok, thì Phương Anh giúp chị dạy cho anh nhá. Dạ. Từ khoa chị học. Dạ vâng ạ. Bye bye nhá. Thế chị đi nhá. Thôi, thoát vai là rồi đi không ạ? Chồng ơi! Người làm sao đấy? Không sao đâu chị ạ. Anh Hùng không may anh gióng vào chân em, thế là em lọng cho em ngã mà. Mày lại tập tiếp thôi, em lại rảnh rồi. Hả? Sao lại tập? Là như nào? Cái gì đâu mà anh phải hỏi giật cục ngạc nhiên thế. Thì trợ lý của em đã xử lý xong được công việc, thì em ở nhà em tập với anh. Sao? Không vui à? Anh vui mà. Vui. Thế được rồi, hai người chờ mình tí để mình đi thay đồ ha. Alo. Sao? Rõ ràng cô nói với tôi là cô xử lý được công việc cơ mà, sao bây giờ lại như thế? Làm việc chán quá đấy. Thôi được rồi, đợi tôi một lát, tôi sẽ đến công ty ngay. Ngại quá, nhưng mà trợ lý của em lại không xử lý được công việc. Thôi hai người lại tự tập với nhau. Em đi nhá. Thôi được rồi, em đi. Thế chị đi nhá. Lần này là anh phải bù gấp đôi đi nhá. Gấp đôi á? Gấp 10 thì anh cũng bù cho em được nhá. Chồng ơi. Lại dẫm vào chân nhau hay là xoay tay quá đà à? Tại em ấy, em cứ gọi giật cục như thế bố ai mà chẳng giật mình được. Này, em nói cho anh biết, người ta chỉ giật mình khi người ta có tật thôi. Nào. Em trêu tí, em quên tập tài liệu ở nhà, phải có cái đấy em mới xử lý được công việc. Sao? Thế sao không tập đi còn đứng được ra đấy? Dạ vâng. Thôi em đi đây, hứa lần này sẽ không quay lại đâu. Dạ. Em đi nhá. Thế chị đi nhá. Đẩy người ta đau kinh hết được ấy. Này, nay anh mới chuộc lỗi là có một lần thôi đấy nhá. Em không phải phờ lo,
riêng cái chuyện này anh còn nhớ hơn em. Đợi anh cá hồi tí nhá, anh chuộc lỗi cho em 9 phát nữa luôn. Thế thì chờ em đi thay đồ đó nhá. Thôi, thay làm cái gì lại phải cởi ra? Thì nãy chỉ là phong cách của cô giáo thôi, bây giờ em phải đổi mới, hóa thân thành người khác thì mới giữ được lửa tình yêu chứ. Em quá tuyệt vời luôn đấy. Em lại mang đứt con vợ anh, vừa khô khan cứng nhắc lại còn không biết đổi mới để giữ lửa tình yêu. Nói thật với em, quãng thời gian qua chỉ làm cho mặt phận khổ thân. Thế thì bây giờ em bù cho anh nhé. Anh thích. Mà này, con vợ anh sốt ruột thật đấy, lại còn bày đặt để quần áo riêng với chồng nữa. Thì nó cứ chê anh là lấy quần áo trong tủ bừa bãi, xong rồi đòi dùng tủ riêng, nhiễu sự, bảo sao anh không chán. Ê, em mặc cái váy này đẹp không? Đẹp. Mặc nhá. Ơ, mà con nước hoa cô bé này, đoán này xịn lắm nhá. Em dùng xong bao giờ là em cho anh lên thiên đàng. Này, em dùng xong anh không treo lên, tí nó phát hiện bây giờ. Kệ đi. Anh thấy nó cứ sai sai làm sao ấy, khó chịu thế nhỉ? Em cũng thấy nó rát rát. Này, em có bôi cái gì hôm nay tự nhiên sao nóng với cả rát thế? Thì có dùng gì đâu, dùng mỗi cái nước hoa cô bé của vợ anh thôi mà. Không, không được, khó chịu quá. Em, sao em lại đây? Câu này tôi nên hỏi cô giáo dạy khiêu vũ của chúng ta mới đúng chứ. Sao ở Phương Anh? Sao cô lại xuất hiện trong gia đình tôi giờ này? Mà lại còn bước từ trong phòng ngủ của tôi ra nữa chứ. Có gì em giải thích với chị sau ạ? Anh cũng giải thích với em sau nhá. Nhưng mà em phải tin anh mới được. Chồng, sao anh lại ở đây ạ? Này, cô nói cái gì cơ? Chồng cô bảo với tôi là cô chưa có chồng không ạ? Không những có chồng, cô ta còn có con nữa. Thế mà cô bảo với tôi là cô chưa có chồng, chưa có con, cô độc thân cơ mà. Đúng là độc mà, nhưng mà là độc toàn thân. Còn đàn bà khốn nạn. Đàn bà khốn nạn thì mới xứng với loại đàn ông không ra gì như mày chứ. Thôi thì nói sau nhá. Sao? Nóng rát quá, không chịu được à? Thế để tôi hạ hỏa cho hai người nhá. Em ơi, ra đây chứ, ra đây chứ. Sao? Hai người vừa nói là sẽ giải thích mà, sao bây giờ lại im re thế? Mà thôi, cũng không cần phải giải thích về cái sự mèo mả gà đồng của hai người đâu. Tôi biết hết mà. Từ đợt cô tới dậy, tôi đã để ý thấy nhiều quần áo trong tủ của tôi bị lộn xộn, thậm chí là mất đồ. Tôi đã nghĩ là do cô rồi. Sở dĩ là tôi vẫn giữ im lặng là vì tôi muốn điều tra thêm và có thêm sự chắc chắn. Vì sợ rủi ro đời tư của tôi sẽ bị hack ra ngoài. Vì thế, trong buổi cô đến dạy mà tôi đã không ở nhà học được, tôi đều buộc một sợi tóc lên cánh tủ. Và quả thật, khi tôi trở về nhà kiểm tra, thì sợi tóc đều bị rơi xuống đất hoặc biến mất. Nhưng tôi chỉ chắc chắn cho đến một hôm tôi tình cờ trở về nhà và thấy hai người tình tứ trên chiếc giường của tôi. Tôi tìm hiểu ra thì được biết là cô đã có chồng. Chào anh. Chào cô. Cô là... Tôi là vợ.
của người mà vợ anh đang cặp kè. Cái gì? Vợ tôi đang ngoại tình với chồng của cô á? Cô đừng có vu khống, tôi không tin đâu. Có phải vợ anh là Phương Anh đang làm giáo viên dạy khiêu vũ trên Hà Nội đúng không? Đúng, đúng rồi. Nhưng mà vợ tôi lên đây vừa học vừa dạy để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô đừng có bịa chuyện nữa, tôi không mắc mưu đâu. Tôi lừa anh thì tôi được cái gì? Chính bản thân tôi cũng là nạn nhân của cặp đôi mèo mả gà đồng đó mà. Nếu như anh không tin thì anh xem bức ảnh đấy đi. Đây là card visit của tôi. Nếu như anh muốn cùng tôi cho họ một bài học thì có thể liên lạc. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, mà một khi mà đã ghen ấy thì nó cay lắm, không nuốt nổi đâu. Tôi nói cho cô biết này, việc tôi làm với cô đến mức này ấy, chỉ để cho người chồng yêu quý của tôi hiểu rằng ăn bậy ăn bạ ấy, thì sẽ có ngày ăn phải bả. Còn tôi ấy, chỉ xử lý cô đến mức này thôi. Còn việc còn lại ấy, sẽ là chồng của cô, tôi miễn can thiệp. Sao? Lên thành phố đi dạy hay làm gái nhục chưa? Anh ơi, em xin lỗi, em hứa là... Cô im mồm đi, đừng nói thêm bất kỳ một lời nào nữa. Về nhà và ký đơn ly hôn. Anh ơi, nhưng mà anh phải nghĩ được... Cầm mồm! Cô không đủ tư cách để nói đến con. Không có em hay anh gì cả. Mọi lỗi lầm tôi có thể tha thứ, trừ việc em phản bội tôi. Em à, em suy nghĩ đi. Còn danh dự hai bên, còn hạnh phúc gia đình mình nữa. Em, anh nghĩ là anh có xứng đáng để nhắc đến danh dự hai bên và hạnh phúc gia đình không? Danh dự hai bên là chính anh bôi nhọ. Thế hôm nay vợ anh ở nhà chán thế. Anh xin lỗi, hôm khác anh bù cho nhé. Anh xin lỗi nhé. Không phải là xin lỗi xuông như thế đâu nhá, phải đền bằng hành động cơ. Em đúng là cô giáo khiêu vũ đỉnh của chóp đấy nhở. Mặt xinh, dáng đẹp, ăn nói lại còn lọt tai nữa chứ. Thế này ai mà chẳng thích. Em không chỉ nhảy giỏi đâu, em còn giỏi những cái khác nữa cơ. Chồng ơi! Ơi! Em quá tuyệt vời luôn đấy. Em lại mà đứt con vợ anh, vừa khô khan cứng nhắc lại còn không biết đổi mới để giữ lửa tình yêu. Nói thật với em, quãng thời gian qua chỉ làm tròn bổn phận. Khổ thân. Thế thì bây giờ em bù cho anh nhé. Anh thích. Mà này, con vợ anh sốt ruột thật đấy. Lại còn bày đặt để quần áo riêng với chồng nữa. Thì nó cứ chê anh là lấy quần áo trong tủ bừa bãi, xong rồi đòi dùng tủ riêng, nhiễu sự, bảo sao anh không chán. Ê, em mặc cái váy này đẹp không? Đẹp. Mặc nhá. Ơ, mà con nước hoa cô bé này, đoán này xịn lắm nhá. Em dùng xong order lại, em cho anh lên thiên đàng. Hạnh phúc của tôi và anh cũng một tay anh phá. Thế nên ấy, tất cả những gì anh nhận ngày hôm nay, đấy là cái giá mà anh phải trả. Và có một chuyện nữa tôi muốn nói với anh. Tôi đã có thai và anh đã được làm bố. Nhưng anh đừng có vội mừng. Tôi nói với anh việc này là vì tôi tôn trọng anh mà thôi. Em, nếu thế thì vì con ấy, phải cho con mình có một cuộc sống đầy đủ, một gia đình hạnh phúc chứ em. Em suy nghĩ kỹ lại em nhá.
vì con nên tôi mới chọn cách ly hôn với anh. Vì con tôi không thể sinh ra trong một gia đình và một môi trường quá độc hại và có một người bố tồi tệ như là anh. Không, anh yên tâm, tôi sẽ không giấu con về sự hiện diện của anh. Đợi sau này con tôi lớn, nếu như nó muốn nhận bố, tôi rất sẵn sàng. Còn bây giờ thì mời anh ra khỏi nhà tôi. Tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh sớm thôi. Và đừng mong sẽ nhận được bất cứ một đồng nào từ tôi, vì anh không xứng đáng để tôi bố thí. Trang, đừng năn nỉ vô ích. Hãy giữ lại chút thể diện cuối cùng. Một là tự bước chân ra khỏi đây. Hai, tôi sẽ gọi người lôi anh đi đấy. Thôi được rồi, anh đi. Trời, em nhớ nhầm rồi, anh đã bảo là không có trong phòng này đâu, em kiếm phòng khác đi. Em nhớ rõ, em để đấy, anh cứ để em tìm xem nào. Anh xếp đồ ở đây nãy giờ có thấy đâu mà. Anh làm sao? Anh đã bảo là không. Này, vợ không đi công tác nữa có được không? Anh ở nhà anh nhớ em lắm. Gớm, lắm chuyện. Anh đi đâu mà ăn mặc lịch sự này? Trời ơi, tự nhiên này xịt nước hoa nữa. Anh khiến vợ anh đi công tác, anh mặc đẹp một tí không được à? Mà ngày nào anh chẳng xịt nước hoa. Thôi, để đấy anh xếp đồ nhé. Đến rồi à? Dọn vali xong chưa? Xong rồi, đây. Em, sao bạn em lại vào được nhà mình? À, hôm nhà nó bị mất điện, nó bảo là sang nhà ở nhờ nhà mình vài hôm. Mà lúc đấy em lại đang đi bên ngoài, thế là em đưa cho nó mật khẩu vào luôn. Em với nó chơi thân với nhau lâu lắm rồi, thế nên cứ coi như là người nhà với nhau nhé. Thân gì thì thân, nó cũng phải biết giữ giới hạn chứ. Mà em lại là còn có gia đình rồi. Khiếp, khách đến nhà chơi mà hai người cứ thì thà thì thầm như buôn bạc giả ấy. Trình, mặc này đi đâu? Mặc như vậy cho ai ngắm? Mày có biết là dạo này đường lắm biến thái lắm không? Khoác cái áo kín đáo vào hộ tao cái. Tao mặc cho người khác xem mà. Cái gì? Tao nói đùa thôi. Thế mày chuẩn bị xong chưa? Có quên gì nữa không? Chồng! Hả? Vợ bảo chồng nhắc vợ là pha trà gừng mang lên máy bay uống. Vậy mà chồng quên rồi đúng không? Không có trà gừng vợ đau đầu lắm. Thôi, để chồng chạy ù vào bếp pha cho vợ nhé. Thì anh nhanh đi. Thôi, để tao vào pha cho. Chồng mày ấy làm sao biết rõ khẩu vị của mày bằng tao được. Vào giúp ông ấy hộ tao cái. Vào đây làm cái gì? Ôi. Đây, anh ơi. Anh nhớ cho em thêm ít mật ong nữa nhá. Rồi, để anh cho thêm cho em nhá. Em xong rồi đấy. Em cảm ơn, em đi không muộn. Đi, ở đường về ra sân bay. Đi cẩn thận nhé. Em vừa tiễn con của nợ ra tận sân bay rồi. Một tuần sắp tới, ngôi nhà này sẽ thuộc về chúng ta. Bản nãy em hơi liều đấy nhá. Nhớ vợ em phát hiện ra thì... Vì em nhớ anh quá đấy. Em hư quá rồi đấy. Thế thì bây giờ anh phải phạt đấy. Tiếp, thằng này hư thế. Chồng ơi. Sao lại về giờ này? Làm sao lại biết được. Rồi. Anh đây. Sao em bảo em ra ngoài sân bay rồi cơ mà? Em để quên hộ chiếu ở nhà, ra đến nơi em mới nhớ. Để em vào em xem. Thôi, không có ở trong phòng ngủ đâu. Anh ở đấy xếp đồ nãy giờ có thấy gì đâu. Lúc nãy em xếp đồ ở trong đấy thì nó chỉ có ở trong đấy thôi. Okay. Anh bảo là... Trời, em nhớ nhầm rồi, anh đã bảo là không có trong phòng này đâu, em kiếm phòng khác đi. Em nhớ rõ, em để đấy, anh cứ để em tìm xem nào. Anh xếp đồ ở đây nãy giờ có thấy đâu mà. Anh đã bảo là không. Mày có biến thành tro tao cũng nhận ra Trinh ạ. Sao mày làm như thế với tao? Mày là bạn thân tao cơ mà. Tao tin tưởng mày như thế nào hả Trinh? Sao mày lại làm như thế? Khoan đã.
Hóa ra là em biết hết rồi. Lúc ở bếp, tôi mong là tôi chỉ nhìn nhầm thôi. Anh ơi! Anh nhớ cho em thêm ít mật ong anh nhá. Rồi, để anh cho thêm cho em nhá. Anh xong rồi này. Em cảm ơn, em đi đi không muộn. Đi, tao đưa mày ra sân bay. Váy ở đâu mà lạ này? Mình làm gì có cái váy này đâu nhỉ? Này, vợ không đi công tác nữa có được không? Anh ở nhà anh nhớ em lắm. Vợ ơi, biết là anh sai rồi, nhưng mà tất cả là anh không hề có tình cảm gì với cô ta hết. Chỉ là cô ta sang đây rồi quyến rũ anh. Anh im đi! Anh không muốn thì ai quyến rũ được anh. Liêm sỉ của anh vứt đâu rồi? Anh dám ngủ với bạn thân của vợ à? Anh quá đáng thế! Đi ra khỏi nhà tôi! Phương! Cút ra khỏi nhà tôi! Phương! Anh Phương!